Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay, ảnh hưởng của dòng xiết kết hợp với sự tăng cường yếu của khối khí lạnh mới thể hiện rõ hơn. Mưa đã bao phủ khắp các tỉnh khu vực Bắc Bộ và kéo theo nền nhiệt độ sáng nay giảm hơn so với ngày hôm qua. Hình thế gây mưa trên cũng ảnh hưởng đến ven biển khu vực miền Trung. Sáng nay thì mưa đã lan xuống tận các tỉnh từ khu vực Ninh Thuận, Khánh Hòa, một vài nơi còn đo được lượng mưa vừa như là tại Quảng Trị, Quảng Nam hay là Quảng Ngãi. Trong khi đó thì đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Wukong cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 340 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và hướng về phía quần đảo Trường Sa lớn và có khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ sáng ngày mai thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 120 km về phía bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía tây nam và mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 29 tháng 12, vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ cách Côn Đảo khoảng 250 km về phía đông nam, với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Trở lại với thời tiết trên đất liền thì từ ngày mai khi hệ thống dòng xiết dịch chuyển sang phía đông thì nền nhiệt khu vực sẽ có xu hướng tăng nhẹ, trời sẽ giảm mưa, khô ráo và không còn âm u như những ngày trước đó. Đến trưa chiều thì có khả năng xuất hiện chút nắng nhẹ khiến cho bầu không khí ấm áp hơn. Tuy nhiên thì trạng thái này sẽ không kéo dài vì chỉ khoảng trưa chiều ngày 29, một đợt không khí lạnh khác lại được tăng cường xuống với cường độ tương đối mạnh, mưa nhỏ dưới diện rải rác sẽ xuất hiện trở lại. Sang ngày 30 thì mưa giảm hẳn nhưng nền nhiệt sẽ giảm khá sâu. Thời kỳ tới thì mưa rào rải rác chỉ còn xuất hiện tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ và phía bắc của khu vực Nam Trung Bộ. Sau đó sẽ tiếp tục giảm dần trong ngày 29, nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại. Tuy nhiên thì bước sang ngày 30, do ảnh hưởng của khối khí lạnh dồn xuống, thời tiết lại chuyển nhiều mây và mưa dông diễn ra bắt đầu từ Thanh Hóa, Nghệ An rồi lan dần xuống Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Nhiệt độ giảm và trời sẽ trở rét ở các tỉnh phía bắc. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng nên nhiệt độ vừa phải, đem lại cảm giác rất dễ chịu, thoải mái cho người dân nơi đây. Đến ngày 30, do ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh mạnh tăng cường, các tỉnh Tây Nguyên có khả năng sẽ xuất hiện mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm, nên nhiệt chung của khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm 1 đến 2 độ so với những ngày trước đó. Sau đây là dự báo cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày mai thì mưa giảm hẳn, tuy nhiên nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp. Sang đến ngày 29 và ngày 30 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 29, sau đó thì mưa giảm và nền nhiệt giảm sâu, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào ngày 28 trời khô ráo, nền nhiệt tăng nhẹ khoảng 2 độ. Sang ngày 29 và ngày 30, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 29, sau đó mưa giảm và nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới thì đêm và sáng nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, ngày hưởng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Sang ngày 30 tháng 12, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi xảy ra mưa vừa, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày 28 và ngày 29 thì mưa giảm hẳn, chỉ còn ở diện vài nơi, ngày có nắng nhẹ. Sang ngày 30, trời chuyển nhiều mây và có mưa rào tập trung ở các tỉnh phía Bắc, có nơi xảy ra mưa vừa và nền nhiệt độ giảm. Khu vực Tây Nguyên, trong thời kỳ tới thì thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa, ngày có nắng vừa phải. Sang đến ngày 30 thì nền nhiệt giảm nhẹ, trời chuyển lạnh và có khả năng có mưa nhỏ về đêm và sáng. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, trong ngày 28 và ngày 29, khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa một vài nơi với lượng không đáng kể. Sang ngày 30, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, trong ngày đầu thì vùng biển Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió đông đến đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khoảng trưa chiều ngày 29 thì vùng biển này có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Còn tại khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới thì do cơn bão Wukong có xu hướng tiến vào Biển Đông theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, nên sẽ thịnh hành đới gió đông đến đông bắc ở giữa Biển Đông, mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động dữ dội, và đới gió Tây và Tây Nam ở Nam Biển Đông mạnh cấp 5, cấp 6. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.